giáo dục nó đi nước này. Đây. Chim. Bốn cái lấy ra bốn cái đi anh. Cơm là bốn con luôn hả chị? Cơm không bốn con như lại đây chứ giờ để mất giờ kỳ lắm. Cái hàng nó đánh dở quá. Không có thịt là bốn con tôm nha. Cái gì? Lấy gì? Bẻ nè, tiệm. Lấy gì chi cho em mượn con tôm luôn được không? Vô rảnh lấy giá rồi kìa. Cho đá vô chi chị? Nó không bị gì. Cái giòn tức là bỏ vô nó không giòn hay là nó giòn vậy? À nó giòn hả? Bí quyết luôn ha. Cái bà mặt bơ phờ luôn à. Cho chạy cho bé rồi đó. Dạ, thấy tiền nước luôn mà.
qua đi, qua đi. Quay nóng nha. Thơm quá, có thịt. Trời ơi, chỗ cái này không nổi nữa, hai cái này lên. Dạ, bây giờ hết đồ rồi, tôi không có dám ngồi được. À, hết đồ hả? Dạ. Làm chính luôn chứ nhờ gì nữa. Lâu rồi. Trả lương đáng 10 triệu đó. Làm nó rồi, nó đổ luôn mà. Đổ được luôn anh. Đổ được luôn rồi. Chú lên trên con chú coi. Đớ người luôn rồi. Cái đang dưới cho chị.
rồi làm cho bà ba cái. Trong anh là bé giữa hả? Bé Út hả? Còn anh chàng kia tên gì? Anh Gia Kiệt. Gia Kiệt hả? Tên giống như nghệ sĩ không ha? Nghệ sĩ. Đồng Gia Kiệt. Đồng Gia Kiệt. Rồi, cái bà ba luôn nha. Nè, bố bắt con bố được không? Để con nhớ nó kìa, thử thách nó kìa. Trời ơi, chết rồi, bố ơi. Gì vậy? Tâm tiếc à? Trời ơi. Rồi tới bà ba cái xong rồi đổ tiếp. Dạ chị không biết, chị có biết kia đây nè, giờ đủ thì đúng nói kia nói đi. Phải cho lấy số được ha. Chị kia phục vụ đớ người mà lúc nào nó phải cười ha, vui ha.
tiền là mấy chục vậy? Đặc biệt là anh ăn được 50 thì em bán 50 hay 50? 50 nha. Chứ không phải 50 hả? Bà đó rồi, cái này nữa là của bà, cho bà lên đường luôn. Rồi, cho bà về luôn đây. Ông cũng quay cũng lì quá hả? Lì đó. Tôi đi quay cái sơ đi bánh kèo này xong giờ tôi đi mỹ viện luôn. Dạ. Ba hai cái này cho ở ngoài đây xong rồi tới trong này trong luôn như vậy. Cho nó xong ở ngoài luôn vậy. Trên mạng hỏi vậy là ba mấy tuổi đó, giáo hòa cháu nội rồi hả? Dạ đúng rồi, ba tám tuổi. Thiệt á, cái này thiệt luôn á, cái gì nữa anh trẻ, chỉ thấy trẻ quá. 38 tuổi đó cháu nội. Ở đây một luôn mà, mấy cái này là 38 tuổi. Tưởng vô tưởng con không hả? Này chạy phục vụ tối ngủ chắc ngon lắm á, ngủ quên nào đón luôn. Mỏi đó rồi. Thịt này là đã luộc qua rồi mọi người ơi, giỏi quá ha, chăm anh nè. Chú con ơi.
có lịch. Đó là bánh xèo phải tặng lịch rồi về khách tặng lịch bánh xèo luôn kìa. Dạ, chú chờ con tí xíu nha. Chị nói tiếng hả? Vậy là đúng bánh xèo này nói tiếng liền hả? Chị khách vô kia vô chị làm luôn à. Bị cái này nó dính ra nè, không biết nè.
bây giờ 4 cái nha. Dạ. Thấy ngon quá, mua thêm cái chú. Hết bầu rồi. Dạ con giúp cho con lấy cái nào. Ông Thanh thấy không rồi, hôm nay con lấy nhiều luôn. Đứa chạy về còn dặn quá. Đổ thì nhanh hả? À nó có mấy nhỏ nó chạy về ăn bữa nay đông quá cái nó bị đứt. Ừ. Chị đâu mà chị được một cái khớp mà. Nó cái nhà này chứ chủ coi nhà nó không ăn luôn chủ. Lấy rau hai cái cho anh đi con. Rồi cho anh hai bóp sẻ lên đóng hành đó hả? Các bà nội hình như canh này không bị cháy, không bị cháy cháy như như ông nội nào, ông nội nãy bị cháy mấy cái à? Con này mới mua luôn hả chị? Con mới luôn á Dũng. Dạ. Con mua sớm rồi, con mẹ đi em nói luôn. À. Cái gì? Mẹ đi em nói luôn Dũng. Thôi. Dũng. Em làm mát tay lắm, em quen chỗ nào là lên chỗ đó hả? Thôi một cách rồi đó hả? Về nhớ coi nha chú. YouTube. YouTube. Hết bột. Dạ. Mà cái bé này lanh nữa ta. Mà lấy tiền là phải lanh nhất à. Phải làm cái Dũng về hết á Dũng.
mấy bé mới lên hôm qua hả chị? Dạ, trời lên. Chứ bữa hôm kia đâu thấy đâu. Dạ đúng rồi, hôm qua em kia nói là về hết rồi. Tụi nó lấy rau chưa mà nó chạy đi mất tiêu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhảy vô đi con.